Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bếp Nhà Tớ. Hôm nay Bếp Nhà Tớ xin chia sẻ với các bạn món miến xào lòng gà. Và chia sẻ luôn bí quyết để xào miến mà không bị bết dính. Rất là tơi xốp ạ. Suất ăn được chuẩn bị hôm nay là cho 4 người. Các bạn cần chuẩn bị miến rong 100g, nấm hương mộc nhĩ 30g, lòng mề gà 1 bộ, cá đỗ 200g, hành hoa, trứng gà 1 quả, dầu ăn, tiêu mắm muối mì chính. Hành thì các bạn thái nhỏ để riêng lá và cỡng. Lòng thì các bạn trần sơ qua, sau đó thái miếng vừa ăn, thái nhỏ khoảng giống như con chì ạ. Nấm hương mộc nhĩ thì các bạn thái nhỏ. Miến thì sau khi đã thái khúc 3cm thì các bạn đập trứng vào miến và trộn đều. Bước này cũng chính là bước mà để cho miến của các bạn khi xào rất là ngon và không bị bết dính. Bây giờ các bạn cho dầu vào chảo và cho cái đầu hành vào, các bạn đảo thơm, phi thơm. Sau đó các bạn cho mộc nhĩ nấm hương đã thái chỉ vào, đảo đều cho chín. Tiếp theo thì các bạn cho lòng mề gà vào xào và các bạn nêm gia vị mắm muối tiêu vào luôn. Riêng lòng mề gà thì các bạn nhớ trong quá trình sơ chế thì khi bạn mua về bao giờ các bạn cũng rửa sạch trần sơ qua đi để cho loại bỏ bớt mùi tanh, sau đó chúng ta mới đem thái nhé. Lòng mề gà sau khi đảo chín thì các bạn sẽ cho ra bát để riêng. Các bạn đảo cho đều, cho ngấm đều gia vị. Bây giờ các bạn cho một chút dầu vào tráng chảo. Ở bước này các bạn chỉ cần tráng chảo thôi, không cần cho nhiều dầu. Dầu thừa sau khi đã tráng chảo thì các bạn đổ ra. Và ở bước này các bạn cũng chuẩn bị luôn một bát dầu và bát nước ở bên cạnh để trong quá trình nấu chúng ta sẽ chế vào dần. Bây giờ các bạn cho miến vào xào. Các bạn cho miến vào đảo tơi đi. Sau khi miến mà khi ở cái bước sơ chế chúng ta cho trứng vào rồi thì ở bước này các bạn đảo là trứng nó sẽ được tơi xốp mà không bị bết dính. Rồi trong quá trình đảo thì các bạn sẽ chế dần một chút nước vào để miến được nở đều. Các bạn nhớ là trong quá trình ngâm ấy thì các bạn chỉ nên ngâm miến với nước lạnh thôi, không nên ngâm với nước nóng nhé, mà miến sẽ bị nát. Như vậy thì khi xào miến mới được dai. Thì các bạn nêm một chút mắm muối vào miến. Nếu mà thấy miến khô thì các bạn lại tiếp tục chế nước vào. Và thường xuyên là các bạn đảo tơi lên để cho miến được ngấm đều gia vị. Bây giờ các bạn cho giá vào và cho luôn lòng gà vào luôn. Nếu mà không có lòng mề gà thì các bạn cũng có thể thay bằng lòng vịt, lòng ngan nhé. Không nhất thiết là phải lòng gà. Bây giờ các bạn đảo thật đều cho tất cả các nguyên liệu được trộn với nhau. Và bởi vì giá thì rất là nhanh chín, các bạn đảo một lúc là đã chín rồi. Trong quá trình đảo thì giá này nó cũng sẽ tiết ra thêm nước. Nước sẽ ngấm nước vào miến.
sau khi đã đảo đều và nêm thấy là gia vị đã vừa ăn rồi, chuẩn rồi, thì các bạn sẽ cho hành lá vào. Cho hành lá vào đảo đều thì các bạn tắt bếp và để riêng để chúng ta sẽ bước sang bước là trang trí. Lấy đĩa sâu lòng, sau đó thì cho xà lách lót dưới đĩa, vừa là để ăn kèm vừa là cho món ăn chúng ta thêm đẹp hơn. Sau đó các bạn cho miến lên trên và các bạn có thể bày thêm hoa cà rốt lên trên để cho món ăn được đẹp và sinh động hơn. Vậy là hôm nay bếp nhà tớ đã giới thiệu cho các bạn món miến xào lòng gà rất là ngon. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ video, ủng hộ cho bếp nhà tớ nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.